Giá heo hơi hôm nay 10, bốn các tỉnh thành tiếp tục tăng giảm trái chiều giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc quanh mốc trung bình 50.000 đồng trên kg thị trường heo hơi tại miền Bắc tăng 1.000 đến 2.000 đồng trên kg trong tuần qua. Cụ thể, sau khi nhích nhẹ một giá, các tỉnh Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình điều chỉnh giao dịch lên khoảng 49.000 đến 51.000 đồng trên kg. Heo hơi tại Bắc Giang, Lào Cai và Vĩnh Phúc đang được thu mua với giá 50.000 đến 51.000 đồng trên kg, tăng 2.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 48.000 đồng trên kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi tuần qua tăng giảm trái chiều 1.000 đến 3.000 đồng trên kg. Trong đó, Quảng trị và Thừa Thiên Huế cùng giảm nhẹ 1.000 đồng trên kg xuống trung mức 48.000 đồng trên kg. Cùng mức giảm trên, giá heo hơi tại Đắk Lắk xuống còn 49.000 đồng trên kg. Ngược lại, Thương lái tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Định thu mua heo hơi với giá 49.000 đến 51.000 đồng trên kg, tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg. Heo hơi tại tỉnh Quảng Nam đang được giao dịch với giá cao nhất là 52.000 đồng trên kg, tăng 2.000 đồng trên kg. Hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Ngãi cùng tăng 3.000 đồng trên kg lên 51.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây nguyên trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng trên kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cao nhất 52.000 đồng trên kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay tăng giảm không đồng nhất 1.000 đến 2.000 đồng trên kg. Theo đó, giá heo hơi tại Trà Vinh và Bạc Liêu đang neo tại mức tương ứng là 51.000 đồng trên kg và 52.000 đồng trên kg, lần lượt tăng 1.000 đồng trên kg và 2.000 đồng trên kg. Ở chiều ngược lại, Bình Dương và Vũng Tàu cùng giảm 1.000 đồng trên kg xuống còn 49.000 đồng trên kg và 51.000 đồng trên kg. Mức giao dịch thấp nhất khu vực hiện đang có mặt tại tỉnh Tây Ninh sau khi giảm 2.000 đồng trên kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng trên kg thân ái chào bà con.